Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bokin Anime nhé. Thôi thế là sắp hết kỳ nghỉ hè rồi có ai kiếm được gấu chuẩn bị cho mùa thu và đông để ôm chưa chứ tôi là tôi ế trọn vẹn 20 năm trời rồi đó. Thôi hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện mà hai cũng rất đón chờ nhé đó chính là Thánh Ngố Tẩu Saitama. Ở một thành phố tại Nhật Bản xuất hiện một vụ nổ lớn và có một con Piccolo hàng Lazada trong bảy viên ngọc rồng xuất hiện ở đó phá hoại mọi thứ. Nhưng anh hùng đến ngăn chặn đều bị nó đánh cho tơi tả. Lúc này qua màn hình TV là một cái đầu chọc cậu ta bắt đầu khoác áo choàng và đi ra ngoài. Khi con quái vật chuẩn bị đánh đứa bé gái thì Saitama kịp thời cứu đứa bé. Con quái vật này được tạo ra từ chất ô nhiễm và muốn phá hủy nền văn minh con người để trái đất không còn ô nhiễm nữa. Tính ra con quái vật này cũng cao cả phép ấy chứ. Khi con quái vật biến hình trở thành hình dạng ác quỷ hơn thì Saitama chỉ đấm nhẹ một cái con quái vật đã tan xác rồi, được bắp bẩn mà cứ nghĩ thế là hay. Quay lại 3 năm trước khi Saitama còn tóc đang trên đường đi làm thì gặp một con quái vật tôm hùng biến thái anh em nhìn xem đến cái quần nó cũng chẳng thèm mặc vào hắn nhìn thấy mặt Saitama kiểu bất cần đời giống mình nên đã tha cho Saitama đi. Hắn nói rằng mình đang đi săn một thằng nhóc có mông mọc trên cằm và muốn xé xác thằng bé ra. Saitama đi qua công viên thì đúng thật có thằng mọc mông trên cằm kia. Hỏi ra mới biết thằng bé dùng bút lông vẽ vào con cua đó khiến nó tức giận đi săn luôn. Khi Saitama chuẩn bị rời đi thì con cua đó đã tìm thấy và lao đến tấn công thằng bé nhưng Saitama sao để thế được liền nhảy ra cứu thằng bé. Hắn nói với Saitama rằng mau đi về đi không tao xử người khỏi đi xin việc giờ. Nhưng anh Saitama nhà ta rất cứng bảo bố mày cất đầu môi bố mày là đàn em của khá đây. Mà tôm hùng này lại là fan của Khánh Sơ Cai nên đã đấm văng Saitama đi. Nhưng cậu vẫn đứng dậy và tiếp tục bị nó đấm một lúc thì Saitama nhảy lên dùng cờ vạt mình thắt vào mắt nó sau đó lôi cả não nó ra và đánh bại con tôm hùng đó. Và kể từ hôm đó thì Saitama đã luyện tập đến nỗi dụng hết tóc và giờ đã mạnh không đối thủ rồi. Mạnh là thế nhưng mà vẫn nghèo khi cậu đang đi mua sắm ở siêu thị thì có một trận chấn động và mọi người trốn đi hết. Hóa ra có con quái vật khổng lồ đang đi vào thành phố và trên vai nó là anh trai của mình. Hóa ra người khổng lồ đó là đứa em trai luôn tìm kiếm sức mạnh nên luyện tập điên cuồng và được ông anh cho uống cái thuốc kỳ dị gì đó khiến hắn ta biến thành người khổng lồ, chỉ với một cái vung tay mà đi muôn cả một mảng thành phố. Anh trai đứng trên vai còn đứa em đi tới đâu các tòa nhà sụp đổ tới đó. Lúc này Saitama đã đứng trên vai còn lại của tên khổng lồ đó và ông anh trai bảo giết tên trên vai phải của em đi, mà thằng em ngu quá không phân biệt tay nào tay phải nên vỗ mẹ vào cái vai ông anh mình. Ôi thôi chết mẹ anh trai rồi hắn tức giận cầm Saitama ném thẳng xuống một tòa nhà sau đó nhảy tới dẫm và liên tục đấm vào phía Saitama tưởng rằng đã trả được mối thủ. Cho anh mình thì từ bên dưới Saitama nhảy lên đấm một cái lệch mặt luôn. Tối đó đi mua đồ về thì Saitama bắt gặp một con quái vật xe ô tô. Khi nó đang dạ làm cho cái đầu Saitama sáng nhất đêm nay thì anh bên nhà ta đã đấm nó không còn hình dạng nữa rồi. Lần sau gặp tao thì cục cái pha xuống không tao đập cho nhảy nét đấy. Vẫn như mọi khi cậu về nhà tắm rửa ăn uống rồi nằm xem phim và đi ngủ như bao ngày khác vì quá mạnh nên cậu cũng không còn đối thủ nào nữa. Sáng hôm sau khi đang ngủ thì căn hộ của Saitama bất ngờ phá hủy và cậu bị một tên cơ bắp tấn công, tên đó nói rằng mình là sinh vật dưới lòng đất và bây giờ bọn ta sẽ đứng lên để lấy lại mặt đất này. Saitama thì cũng rất hào hứng vì lâu lắm rồi mới gặp được những đối thủ mạnh như này. Chỉ với một đấm một tên đã đang xuất luôn những tên tiếp theo liên tục lao đến còn Saitama càng chiến càng hăng cứ một đấm một thằng, khắp nơi chìm trong biển lửa còn Saitama tuyên bố mặt đất này do ta bảo vệ. Cậu tiếp tục lao vào chiến đấu và giờ đây Saitama đã tìm được hứng khởi của một trận đấu thật sự sau khi đánh bại tất cả tên người dưới đất thì lúc này chủ tể bọn chúng xuất hiện. Saitama hưởng thụ cuộc chiến này nhưng rồi tiếng chuông báo thức reo lên, hóa ra chỉ là mơ. Nhưng rồi bên ngoài đám người dưới đất tấn công thật. Saitama nhảy xuống đạp chết một tên thì đám kia đã xin hàng lần này em chót dại mong anh tha tội. Hôm nay trên TV thông báo việc có một số lượng mũi rất lớn xuất hiện và rất nhiều xác gia cầm gia súc chết khô được tìm thấy ở các nhà dân. Saitama thì đang tới cây đột nhiên có một con mũi. Mặc dù tóm mấy lần vẫn hụt Saitama nhà ta liền dùng thần tốc để đánh bằng được con mũi đó, lúc này có một đàn mũi lớn bay ngang qua các tòa nhà và có một người nào đó đang muốn tiêu diệt đám mũi đó có một tên lợi dụng khi mọi người sơ tán liền đi ăn trộm thì bị đàn mũi đó bao quanh hút cho khô khốc cái xác vào con mũi chúa nhìn trông có vẻ mờ le phết lúc này tên người máy kia bắn hỏa lực về phía con mũi chúa nhưng cô ta đã né được sau đó cho đàn mũi bao vây người máy thì anh ta dùng hỏa lực thiêu dụi đàn mũi đó còn Saitama bên này mãi không bắt được con mũi nhìn quả mặt quạo đéo chịu được con mũi chúa và người máy lao vào nhau liên tục ra đòn và khi người máy đứng xuống bên dưới liên tục tung hỏa lực thì mũi chúa liên tục né chiêu sau đó tiếp cận và xiên luôn được một cái tay của người máy nhưng ả ta không ngờ rằng người máy cũng đã tóm đứt đôi chân của mình ả ta thấy thế liền bay lên cao mặc dù người máy bắn hỏa lực nhưng không trúng lúc ở trên không trung mũi chúa triệu hồi một lượng mũi cực kỳ lớn còn bên này saitama vẫn đang cố đuổi theo con mũi kia để giết nó lúc người máy bảo saitama chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn thì ả mũi chúa đã cho cả đàn mũi lớn lao đến phía của anh người máy rồi Thế là anh ta đành dùng hỏa lực cực mạnh khiến cho bán kính 500 m không còn một con mũi nào sống sót khi người máy lo cho con người vừa đứng đây là anh Saitama nhà ta thì anh Sai đứng một bên khen người máy mạnh đấy. Đã thế còn được một cái biển giao thông che hàng cho cơ. Khi người máy nói rằng ta đã tiêu diệt hết mũi rồi nhưng con mũi chúa kia đã không cần đàn mũi đó vì ả ta đã hút đủ máu và biến đổi thành dạng mạnh hơn rồi. Chỉ với một cào đã chém bay mấy tòa nhà rồi. Một tay nhanh chóng xuất hiện ra đằng sau một chém gần đất đôi người máy. Một ta đã văng lên cao và liên tục chém vào người máy khi cậu ta muốn bật chế độ tự hủy để cả hai đều chết thì Saitama đã một tát chết mẹ con mũi luôn. Người máy cũng phải há mồm vì sức mạnh này và xin cậu cho mình làm đệ tử luôn. Cậu ta đi đến trước cửa nhà Saitama và giới thiệu mình là Zenot. Cậu nói rằng cơ thể mình tất cả đều là máy móc và hỏi cái bộ giáp màu da trên đầu Saitama là gì. Ra tao đấy thằng chó. Ủa thầy hói sớm vậy. Hói kệ mẹ tao. Cậu kể rằng hồi 15 tuổi thì mình vẫn là con người thực sự nhưng có một tên người máy đã đến ngôi làng của cậu và phá hủy tất cả đồng thời giết luôn gia đình của cậu khi cậu chỉ còn hơi thở yếu ớt thì tiến sĩ Kuseno đã tình cờ đi qua và kêu mang giúp đỡ Zenot. Cậu nhờ tiến sĩ tái tạo nâng cấp cơ thể thành một bộ máy chiến đấu vì chính nghĩa. Cậu muốn thật mạnh mẽ để có thể tiêu diệt tên người máy đã giết ngôi làng của mình. Nhưng vì quá dài dòng nên Saitama với cái não tỷ lệ thuận với số tiền trong ví bảo Zenot tóm tắt khoảng 20 từ thôi. Cuối cùng chốt hạ thì Zenot bảo muốn được mạnh mẽ như thầy. Lúc này Saitama bảo rằng tôi bắt đầu luyện tập khi 22 tuổi và năm nay tôi 25 tuổi. Cậu 19 tuổi thì cần hơn 200 năm nữa mới bằng tôi nếu không được tác giả bắp bẩn. Tôi sẽ chỉ dạy cho cậu cậu chịu nổi nhiệt chứ. Zenoth thẳng thắn được chứ thầy. Đột nhiên lúc này Zenoth nhận ra điều gì đó và có một con cào cào đã nhảy vào trong căn hộ của Saitama nhưng chưa kịp giới thiệu tên thì đã bị anh Saitama đấm cho bay màu mẹ rồi. Đên bố mày cái trần nhà mau. Zenot cảm nhận bên ngoài còn hai tên nữa lên đã nhảy ra ngoài thì Saitama đã ra trước đấm cho lùng đất rồi cái tội phá nhà bố. Saitama đột nhiên bị kéo thụt xuống đất còn phía sau Zenot là một tên người máy khác với bộ giáp trông hoành tá tràng phết đấy. Zenot thấy vậy liền muốn hỏi xem hắn có phải tên người máy ngày trước tấn công ngôi là mình không. Còn bên Saitama thì có tên vua sư tử và tên kéo chân cậu là một con chuột chuỗi. Zenot bên này chiến đấu với tên người máy kia một cách vô cùng nảy lửa còn bên Saitama thì tên sư tử thì chỉ toàn khoe cách sẽ giết Saitama như nào cho ngầu. Đột nhiên cậu đứng dậy đi ra như chưa hề xảy ra chuyện gì khiến hai tên kia cũng cứng đơ cái mùng vào. Saitama còn cảnh cáo lần cuối mau xin lỗi và đền cái trần nhà cho bố nhanh lên. 400 triệu. Tên sư tử thấy thái độ của anh sai nhà ta ngang ngược coi thường liền tức giận lao đến dùng móng vuốt tấn công Saitama. Hàn tức giận bật mốt siêu pơ sư tử nhưng cũng chỉ ăn nhẹ cái đấm của Saitama là đã bay màu rồi. Tên chuột chuỗi thấy vậy sự liền đào đất để chạy trốn nhưng chạy đâu cho khỏi nắng đây. Một đấm bay lên mặt đất luôn chứ đùa. Bên này Zenot đã đánh bại tên người máy kia thì hóa ra là một con khỉ đột mặc giáp. Hắn còn dọa nốt rằng tên sư tử sẽ nhanh chóng giải cứu mình thì Saitama mang con mắt còn nguyên vẹn của tên sư tử ra khiến Khỉ Đột sợ té đái xin khai hết đừng giết em nha. Tại em nghĩ thế là ngầu thôi ạ. À. Cách đây rất lâu có một nhà khoa học trẻ thiên tài đã cống hiến rất nhiều cho nền tri thức của nhân loại nhưng anh ta thất vọng về cái thế giới này. Mặc dù được vô số lời khen nhưng không có một ý tưởng hay giả thiết nào của anh ta được mọi người công nhận và mọi người cho rằng anh ta là một nhà bác học tâm thần. Anh ta có một ước mơ rằng hướng đến tiến hóa cho nhân loại một chủng loài mới anh ta điên cuồng nghiên cứu đến năm 70 tuổi thì anh ta đã có kết quả. Anh ta tự hóa mình trẻ lại sau đó nhân bản vô số bản thân mình và đặt tên cho phòng thí nghiệm là tiến hóa ra. Anh ta tiến hành nhân bản và tiến hóa vô số giống loại mới nhưng kể đến đây Saitama thấy dài dòng quá nên bảo tóm tắt 20 từ thôi. Thằng bé khỉ đột cũng phải biết điều chứ không để bị ăn đấm à. Nói tóm lại là tên boss có hứng thú với cơ thể của Saitama nên mới cho bọn đàn em đi bắt cậu. Tao không chơi bê đê nhà mải. Thầy ơi ý nó nói thí nghiệm cơ thể thầy chứ không phải là chơi thầy thế là cả hai quyết định đi đến gặp tên tiến sĩ đó xem mặt mũi nó ra làm sao. Ở căn cứ khi thấy hai tên đó chuẩn bị đến đây mọi người bàn bạc với nhau và có lẽ họ sẽ thả con bò hung cuồng sát để xử Saitama. Những tên nhân bản nhau nhau sợ hãi vì đó chính là con tiến hóa ra mạnh nhất và tàn nắc nhất. Saitama và Genos chạy bộ đến căn cứ của tên tiến sĩ đó thì Genos trực tiếp dùng hỏa lực xử gọn cả cái căn cứ 8 tầng đó khiến Saitama cũng phải đứng người vào. Vì mà lẽ thế chú em từ từ chứ. Họ phát hiện một cái cửa hầm nên cả hai đi vào bên này toàn bộ người nhân bản đã bị tên bò hung cuồng sát giết sạch mà nhìn mặt con bò hung này nhìn như kiểu mấy ông trong jojo ấy lúc này bản chính đi và nói rằng ngươi thỏa mãn rồi chứ dù ngươi có giết ta thì còn vô số người nhân bản thay ta điều hành nhưng hãy bắt hộ ta tên con người này sống hay chết cũng được khi saitama và genos đang đi dọc con đường phòng thí nghiệm thì có một thứ gì đó lao đến chính là tên bò hung cuồng sát đang cầm theo tên tiến sĩ chạy tới sau khi xác định mục tiêu là saitama hắn liền đập genos dính tường và sau đó gọi saitama ra một căn phòng thoáng hơn để chiến đấu đó chính là căn phòng mà đám tiến sĩ bắt những con tiến hóa chiến đấu để kiểm tra năng lực chiến đấu lúc này Zenot vẫn gượng đi và bắn hỏa lực vào người con bò hung đó sau đó cậu chạy xung quanh bắn hỏa lực và lao đến tung liên hoàn đấm nhưng vẫn bị con bò hung nhẹ nhàng đấm văng ra xa may mà saitama đỡ cho không thì ngọc cậu cố tung đòn cuối thì con bò hung dùng mồm thổi khiến lửa dội ngược lại luôn mới sợ chứ tên tiến sĩ nhớ lại ký ức cũ nhìn đám con người như đám động vật ngu ngốc cậu muốn tiến hóa lũ động vật hai chân đó trở lên có ích hơn và lúc này đang cố lết từng bước một để xem màn đấu giữa saitama và bò hung cuồng sát Tên bọ hung dùng tốc độ nhanh chóng tiếp cận ra sau Saitama nhưng khi thấy ánh mắt cậu ta như vậy nó liền hạ hãi nhảy ra xa úp lưng vào tường và hỏi mày làm cái gì mà mạnh thế hả thằng linh kia. Nếu như ngươi thành tâm muốn biết thì ta cũng sẽ xin phép được trả lời. Genos cũng rất nóng lòng muốn biết bí mật mạnh mẽ của thầy Saitama còn hai tên kia cũng hóng hớt xem sức mạnh của cậu từ đâu mà ra. Lúc này Saitama hô lớn rằng ta phải luyện tập mỗi ngày trong 3 năm không ngừng nghỉ. 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái squat rồi chạy bộ 10 km trong 3 năm liên tục, sáng chỉ ăn chuối hè nóng không bật điều hòa để tăng minh mẫn và với sự chăm chỉ không ngừng nghỉ thì tôi đã bị hói nhưng sức mạnh cũng rất đáng ngạc nhiên xe nghe xong bảo thầy thôi xàm lìn đi làm gì có chuyện tập mỗi cái 100 cái mà mạnh như thế ơ ta nói thật chứ có mõm đâu tên bò hung lúc này đã tức giận khi nghe lời làm nhảm của saitama và hắn đã biến đổi thành dạng cuồng sát thái cả khu căn cứ đỏ rực vì báo động sức mạnh của bò hung cuồng sát hắn ta lao đến đầm văng saitama sau đó liên tục đấm cậu bật đi bật lại trong không trung và rơi xuống đất thì liên hoàn đấm khiến cậu bay văng lên hắn ta tiếp tục nhảy lên để đánh thì saitama mới nhận ra hôm nay là ngày siêu thị giảm đại hạ giá biết mình đã lỡ giờ săn đại hạ giá saitama tức giận đấm một cái chết còn bò hung rồi ngồi than khóc vì bỏ lỡ dịp đó lúc này Zenot bảo còn 4 tiếng nữa mới hết thời gian thế là hai người khoét luôn một cái lỗ ở căn cứ rồi chạy nhanh đến siêu thị lúc này tên tiến sĩ mới nhận ra người phải thay đổi chính là mình mới phải có một tên đầu chọc muốn đả đảo vụ làm việc vì hắn cho rằng bọn giàu thì cứ ngày càng mập ra còn người nghèo thì ngày càng chết dần chết mòn chúng ta không thể chia sẻ. Đồ ăn cho nhau sao mà phải làm việc, bọn họ muốn không làm nhưng vẫn có ăn đả đảo làm việc và hội thiên đường do tên đầu bộ đứng đầu sẽ biến điều đó thành hiện thực. Màn hô hào là thế nhưng chả ai quan tâm thế là bọn chúng rủ nhau tòa nhà của tên giàu nhất thị trấn để đập phá nào. Khi đến nơi thì tên đàn em với bộ giáp chiến đấu chỉ một đám đã đánh sập luôn căn nhà đó nhưng lúc này một tên đàn em nói rằng đại ca ơi chúng ta nhầm nhà rồi nhà tên giàu nhất ở hướng kỳ cơ. Chứng vịt lộn còn lộn được thì con người phải có lúc nhìn lộn chứ đi nào anh em. Saitama tỉnh giấc với một giấc mơ bị cục xít mũi to đùng đè tí chết. Cậu đi ra đánh răng thì thời sự đưa tin có một đám người đã phá hủy tòa nhà chọc trời và tên cầm đầu là tội phạm cấp bê đầu búa, cùng với đám thành viên của chúng thì đặc điểm nhận dạng là đầu chọc. Nghe đến đây Saitama nhột vãi cức và cho rằng bọn chúng bắt trước cái đầu của mình đi phạm tội thì bao nhiêu uy danh đầu chọc anh hùng tan biến hết. Mẹ chúng mày bố thiến hết chúng mày, bên này thì đội cảnh sát không thể nào cản bước được ma gaming, là nhầm cản bước được đội tên đầu búa. Lúc này anh hùng xe đạp công lý mụ mến Rider xuất hiện muốn ngăn cản chúng lại thì một đấm đã lăn đồng ra đất. Ai đó gọi cấp cứu cho thằng ảo tưởng này cái. Bên này, Zeniru người giàu nhất thành phố đang lo lắng bọn chúng sẽ tới đây phá hủy căn nhà của mình. Mà cái thương hiệu đéo gì như cục cước trên đầu tòa nhà thế kia. Khi Zeniru và tên quản gia đang lo lắng thì lúc này có một người tên là Sonic cũng đang ở trong phòng đó và muốn xử lý vụ này chỉ cần có tiền là được. Sonic được mệnh danh là vua âm thanh vì hắn có thể di chuyển với tốc độ âm thanh hoặc nhanh hơn khi đám đầu búa đang di chuyển đến ngọn núi để đi đến nơi tòa nhà của geniru thì bị sonic chặn lại và bảo nếu đầu hàng thì tao tha tội chết cho nhưng đầu búa vẫn cứ bảo anh em xông lên và thế là sonic cười cái nhẹ sau đó lao đến và rồi tất cả những tên tiểu tốt ở đó đứa nào cũng dụng một cái đầu sonic đi đến đâu đầu rơi đến đó và tên đầu búa lúc này biết sợ rồi sau khi thấy tất cả đệ đều bị sonic chém rơi đầu hắn đưa tay ra đỡ thì cũng bị nứt luôn một mảng ở tay hắn ta đập mạnh xuống đất tạo dư chấn khiến sonic phải dừng bước nhảy lên cây và sau đó hắn liên tục lấy những tảng đất lớn ném về hướng của sonic tạo thành một đường thẳng sonic theo con đường đó lao tới thì hắn dùng cây lớn quật dọc theo con đường đó nhưng sonic đã ở đằng sau phi ra ám khí vào đầu tên đầu búa sau khi gọi điện thoại cho Zeniru bảo việc đã xong xuôi thì sonic phát hiện tên đầu búa đã chạy mất hắn ta chạy một đoạn thì thấy saitama liền nổi hứng đấm cậu một cái và định chạy tiếp thì thấy saitama chả hề hấn gì hắn dùng chiêu cối say gió thì bị Saitama trực tiếp bắt lấy hai tay và rồi đấm nhẹ một cái bay luôn bộ giáp. Thấy tình hình không ổn cái thằng đầu búa sợ ngay vội vàng xin lỗi mong Saitama tha tội. Thôi đừng làm người xấu nữa nhé rồi lượn đi thằng bé cắp luôn cái đít mà chạy vội. Lúc này Sonic cũng xuất hiện ở đó Saitama chỉ đừng tên đầu búa chạy thì bị Sonic ném ám khí tới nhưng cậu bắt được. Sau đó hắn đâm dao tới nhưng Saitama vẫn đỡ được và trực tiếp bẻ gãy thanh kiếm và giải thích rằng mình không liên quan đến cái hội đầu búa đó. Nhưng Sonic lại hứng thú vì Saitama đã đỡ được hai chiêu của mình nên anh ta dùng cái vận tốc âm thanh liên tục di chuyển xung quanh và sau đó lao đến định đạp thẳng vào đầu Saitama nhưng cậu ta né được và giơ tay ra. Điều gì đến cũng đã đến có chú chim vành khuyên nhỏ này tưng tưng. Sau một hồi đau đớn thì Sonic dọa lần tới ta sẽ giết ngươi trong cái tư thế không thể nào tội hơn. Tối đó Saitama kể chuyện với Genos và nói rằng có một chuyện rất quan trọng. Trong 3 năm làm anh hùng không ai biết đến tôi mặc dù tôi đã tiêu diệt vô số quái vật rồi lúc này Genos hỏi Saitama đã đăng ký với hiệp hội anh hùng chưa. Saitama kiểu của có hả? Đó là hiệp hội khi bạn xin vào đó bạn sẽ chính thức là anh hùng và được trả lương từ quỹ hiệp hội. Saitama hỏi Genos đã ghi danh chưa thì cậu bảo chưa. Thế là Saitama rủ Genos đi đăng ký chung và hứa sẽ nhận cậu làm đệ tử. Ủa thế đi luôn thầy ơi ngại gì? Tối đó khi tên đầu búa đang trốn thì bị đám người trong tổ chức hắn đã trộm đồ đến xử lý và sau đó rời đi. Còn tên đầu búa thì mừng thầm vì cái đầu mình cứng gấp mấy lần người thường nên chưa chết. Thôi từ nay con hứa sẽ chăm chỉ làm việc à sắp tới là sự kiện thi tuyển hiệp hội anh hùng và có thể những người đó đang chú ý đến xe nốt rồi và cuộc thi cũng diễn à mấy ông nhõi nhìn saitama nhà ta kiểu thằng nhõi con đầu hói này cũng đến đây thì á nhưng khi cuộc thi diễn ra đầu tiên là bước trái phải nhìn mặt thằng sai ngu hiểm vãi ỏ tiếp đến là chạy một nghìn năm trăm sau đó là nâng tạ rồi đến ném tạ tiếp tới là nhảy cao mà ông nhảy lụng mẹ trần nhà luôn đập chuột thì phá cả máy còn máy đấm thì đấm hỏng luôn hai thầy trò ra phòng thay đồ ngồi đợi kết quả và sau một tiếng thì kết quả đã được gửi đi nốt được 100 điểm và được là anh hùng hạng S còn Saitama rút ra một nửa thì thấy UA đầu tròn này là hạng S rõ ràng nhưng đéo nhìn cái mặt đần như cướp ngâm của Saitama là biết rồi. Đó là hạng C với 71 điểm. Họ được đưa đến một căn phòng để chào mừng những người đã đậu nhưng sao chỉ có hai người thế này. Ông thuyết trình thì kiểu ma cũ bắt nạt ma mới nhìn cái mặt thấy ghét. Hắn ta còn rửa cái món võ xà quyền long trảo thụ để dọa hai người nhưng Saitama thì chỉ quan tâm đến việc thổi bóng cao su và rồi ngồi suy ngẫm tối nay ăn gì khiến tên kia cay éo chịu được. Trên đường đi về Zenot kể rằng hiệp hội anh hùng này được thành lập từ 3 năm trước đó là khi cháu trai của một triệu phú tên là Agony bị một con quái vật tấn công và có một người qua đường cứu họ nên ông đã dùng quỹ quyên góp của mình để thành lập hiệp hội anh hùng. Bên này cái tên vừa rồi phát biểu ở phòng Saitama xếp hạng 38 hạng A và hắn tỏ ra rất tức giận vì không ai biết tới mình. Lúc này người bên hiệp hội mới nói rằng Zenot thì bài luận và thể chất đều đạt điểm tuyệt đối nhưng Saitama thì bài luận sai tệ tụa ra nhưng thể chất lại đạt 50. Điểm tuyệt đối nên hắn ta đã đậu và hắn là người đầu tiên phá vỡ tất cả những kỷ lục thể chất ở cuộc thi trong 3 năm qua nghe đến đây tên Snake lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh ta sợ rằng Saitama sẽ ngày càng đạt thứ hạng cao nên chiều tối đó anh đã chặn đường Saitama kiểu đàn anh chỉ dạy đàn em và lao đến đấm vào mặt cậu một cái. Và sau đó thì không còn sau đó nữa Snake bị Saitama đấm cho lùng mẹ đầu. Hôm nay genos dẫn Saitama đến một ngọn núi hoang vắng để muốn đọ sức với thấy sai nhà ta. genos vận hòa lực lao đến đá thì Saitama nhẹ nhàng nhế cái nhẹ sau đó quay lại đá móc và rồi nhảy lên cao đạp mạnh xuống đất. Saitama vừa nhảy lên né thì cậu ta bắn hỏa lực vào người anh sai may mà né được chứ không thì cháy hết tóc. Mà còn tóc đâu mà cháy trời. Genos tăng thêm tốc độ lao đến đấm liên tục vào phía Saitama đấm đến lủng cả núi mà trả chúng cái nào. Cậu dò được thầy đang ở phía dưới liền nhảy xuống tung toàn bộ hỏa lực về phía trước và nghĩ chắc chắn chúng nhưng Saitama đứng ở phía sau vỗ nhẹ một cái bảo tôi thắng rồi nhé. Lúc này Genos xin thầy hãy chiến đấu đàng hoàng vì nể tình học sinh được không? Nghe thấy vậy Saitama bất ngờ lao đến sau đó luồn sang phía sau và dồn hết sức và đòn đấm tạo ra một luồng sức mạnh khủng khiếp nhưng anh sai nhà ta dừng kịp và rủ Zenot đi ăn mì udon. Zenot nhìn sau lưng mình những ngọn núi gần như bốc hơi và biết rằng để bằng được người này thì là điều không thể đối với mình. tối đó hai thầy trò đi ăn thử thách mì udon siêu cay mà Saitama gục trước luôn rồi chỉ có Zenot là bê cả thùng lên mà ăn nốt còn bảo chỉ thế thôi à. lúc này A Mai là hạng một cấp a đi đến tìm Zenot và muốn ra ngoài nói chuyện. Hai người ra ngoài nói chuyện một lúc thì Zenot bình thản đi vào khiến Saitama bất ngờ vì tưởng thằng kia đến gây chuyện như mình hung nọ. Trên đường đi về Zenot nhìn vào cái quà chào đón của hiệp hội anh hùng sau đó bảo Saitama về trước đi còn mình đi có việc một chút. Vì một số lý do đặc biệt nên Zenot chuyển đến nhà Saitama ở luôn và cậu ta luôn viết lại những gì thầy làm để tiện học tập. Bỏ mẹ rồi mình chỉ biết mỗi cái tập luyện thể chất kia ngươi mà muốn mạnh hơn thì tìm thằng tác giả ấy Zenot. Lúc này Zenot nói rằng nếu anh hùng cấp C một tuần mà không có hoạt động nào thì sẽ bị gạch tên ra khỏi danh sách vì thế nên các anh hùng cấp C mới phải nhau nhau đi tìm việc với nhau. Nghe thấy vậy Saitama mặt đần thối ra kiểu ủa có chuyện đó nữa à? Thế là Saitama mặc vội quần áo vào và không quên nói mấy lời đạo lý để thằng này ở nhà cho mình yên thân. Và sau một hồi nói phép mặc dù chả biết cái mẹ gì thì cậu đã khiến thằng cu Zenốt tin sái cổ và rồi xách cái đít chạy ra ngoài tìm bọn xấu. Mặt kiểu quạo vãi liền chạy từ sáng đến chiều tối nhưng không tìm thấy một tên xấu hay quái vật nào. Thôi may tính, Hôm sau đứng giữa thành phố Saitama lo lắng vì nếu không có chuyện gì thì cậu sẽ mất việc thì lúc này Sonic xuất hiện nhưng anh Sai đang bận nên bảo hẹn gặp lại. Sonic tưởng nó khinh mình liền rút kiếm lao đến thì Saitama dùng răng cắn đất luôn kiếm, đéo mẹ khỏe thế này mà không bắt nổi con mũi sao trời. Bố mày đang cay cu để lừa ngớ cho ăn đấm dược. Lúc này có một tên to cao trắng hôi xuất hiện hắn là Tank Top Tiger và bảo tên tội phạm kia tao sẽ xử mày. Saitama còn tưởng hắn đang nói Sonic nhưng khi hắn tóm quả đầu không tóc của anh sai và bảo mày mới là tội phạm đấy nhìn mặt Saitama trông như cướp ngâm luôn này hóa ra hôm qua Saitama chạy quanh khu phố với vẻ mặt giữ tợn bị mọi người cho rằng là tội phạm và thằng to cao này muốn sửa anh sai nhà ta để ghi công sử sách nhưng bị Sonic cho ba cái phi tiêu nổ là ngỏng củ tỏi ngay còn mọi người thì sợ tán loạn Sonic nhảy lên né liên tiếp đống phi tiêu nổ xuống các ngôi nhà xung quanh nổ tung và văng cả ô tô và đứa bé đi đường may mà Saitama đỡ được và cậu tức thật rồi khi tên Sonic đang đắc chí thì Sai nhảy lên sau lưng đập một cái bếp dính đất luôn. Ở trong hiệp hội họ đang tổ chức cuộc họp về các tội phạm và các anh hùng đang chấn quản trật tự ở các thành phố. Ở thành phố Z lúc này có một con quái vật cấp A và đã cử hai người anh hùng cấp A đi đến đó để xử lý rồi. Đó chính là GMF mùa xuân hạng 33 và bi vàng hạng 29. Họ đi do thám xung quanh khắp nơi và lúc này cả hai đã cảm nhận được con quái vật đó đang ở gần đây và nhanh chóng đuổi theo nó. Đó chính là con quái vật rong biển với xung quanh toàn là rong biển. Bi vàng dùng đạn mũi khoan bắn đến nhưng con quái vật nhẹ nhàng hất văng ra, sau đó nó luồn từ dưới cống lên bắt lấy chân của Bi vàng kéo xuống dưới cống và sau đó hất mạnh về từng trực tiếp hạ gục Bi vàng. Diêm ép mặc dù lo cho đồng đội nhưng đang phải chiến đấu với con rong biển này, ông lôi ra thanh kiếm của mình và liên tục đỡ đòn tấn công của rong biển, sau đó ông uốn cong thanh kiếm rồi bắn ra lưỡi kiếm dài ra xuyên qua mọi thứ nhưng chỉ trúng được một cái xúc tu của con quái vật này. Cảm thấy không ổn nên ông liền liên hệ hiệp hội sinh chi viện và khi thông tin được gửi tới những anh hùng hạng A bắt đầu muốn thử sức với con quái vật này sau một hồi chiến đấu thì kiếm đã gãy và diêm mép cũng không trụ nổi nữa mà ngất đi khi con rong biển thấy mấy tên con người yếu quá thì lúc này có một bóng dáng ai đó đi qua và chính là anh sai tam a nhà ta con quái vật bắt đầu tấn công còn anh sai lúc này mới nhớ mình chưa mua rong biển thế là tối đó nhà sai có canh rong biển ăn và cậu nói dối gen nốt rằng đây là mua ngoài siêu thị còn bên này đám anh hùng tới nơi thì thấy cả một mảng tòa nhà đã bị phá nát và con quái vật cũng đã biến mất cả lũ cho rằng chắc lũ quái vật tranh giành lãnh thổ mà đâu biết thằng đầu hói này mới là người đánh con rong biển đó ở ngoài không gian đang có một mảnh thiên thạch rất lớn bay ngang qua và theo dự tính của hiệp hội thì nó sẽ rơi thẳng vào thành phố Z. Lúc này họ bắt đầu mở cuộc họp cấp và bàn bạc cách làm thế nào để có thể ngăn chặn thiên thạch. Zenot cũng được mời đến để tham gia cuộc họp này. Vừa đến nơi thì cậu gặp ông bang biệt hiệu nanh bạc cấp S hạng 3. Ông ta nói rằng các anh hùng tập trung ở hiệp hội rồi còn chi nhánh nhỏ này là nơi họ tập hợp các anh hùng cấp S nhưng chỉ có hai người là bang với Zenot. Bao nói với Zenos rằng 35 phút nữa sẽ có một quả thiên thạch rơi xuống thành phố Z và sẽ phá hủy nó hoàn toàn nên các anh hùng cấp S khác không muốn giúp chỉ có ông không muốn bỏ rơi thành phố nên đã đến đây. Đã quá trễ để sơ tán nên Zenos cầm theo vũ khí tối tân muốn phá hủy viên thiên thạch đó thì ở trên tòa nhà cao cũng có một anh hùng muốn phá hủy nó. Đó chính là người máy bô phối cấp S hạng 7 nhưng đó chỉ là bộ giáp còn người thật đang ở rất xa nơi này. Trong lúc hai người nói chuyện thì viên thiên thạch đã đi vào vùng khí quyển và đang rơi xuống bô phối dùng hỏa tiễn bắn vào quả thiên thạch gây lên vụ nổ lớn nhưng sau lớp khói bụi đó viên thiên thạch cũng không hề hấn gì Zenot nhìn thấy vậy chỉ còn 33 giây nữa là viên thiên thạch chạm đất nhưng cậu vẫn lo sợ mình không thế làm được gì cả. Lúc này bang xuất hiện và nói rằng còn trẻ như vậy mà đã sợ thất bại thì còn làm ăn được trò chống gì nữa hãy tùy cơ ứng biến một cách tốt nhất. Nghe thấy vậy Zenot liền dùng lõi năng lượng của mình đặt vào tay và sau đó tung toàn bộ những gì mình đang có ra nhưng mặc dù vậy thì viên thiên thạch cũng chẳng hề hấn gì. Khi Genos Nốt gục xuống thì lúc này Saitama đi tới bảo bang trong coi thằng điện tử hộ mình và sau đó sai nhảy lên tung một đấm xuyên qua viên thiên thạch trực tiếp phá hủy nó khiến bang cũng phải thốt lên địch mợ nó nạp lần đầu à. Nhưng rồi những mảnh vụ thiên thạch cũng phá hủy cả thành phố Z còn Saitama thì kiểu thế này chắc ổn rồi đấy. Sau vụ đó mặc dù có người còn cho rằng Saitama là người xấu vì đã phá hủy thành phố nhưng Genos vẫn cảm phục thầy vì cú đấm tạo lên thương hiệu. Cậu thông báo với Saitama rằng mình được nâng từ 17 lên 16 cấp S còn thấy từ hạng 342 lên hạng 5 cấp C đủ lên một mạch 337 cấp thế cơ Á. Zenot còn nói đáng ra thầy phải lên cấp A hoặc S nhưng hiệp hội cho rằng chủ yếu là Zenot và bố phối làm nên chỉ cho Saitama lên hạng 5 anh C thôi. Zenot cũng giải thích sơ qua về các thảm họa nguy hiểm. Tora là hồ nghĩa là thảm họa gây đe dọa nhiều mạng sống. Oni là thảm họa cấp quỷ gây khủng hoảng cả một thành phố hoặc sự tồn vong. Ryu là thảm họa cấp rồng là cuộc khủng hoảng tồn vong cả một thành phố còn Kami là thảm họa cấp thần ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả nhân loại sau khi nghe xong thì Saitama lỡ nói phép vài câu khiến Genos phải ghi lại ngay lập tức thằng bé ham học quá. Cảm thấy lên hạng dễ thế nên Saitama đi ra ngoài làm chút gì đó để thăng hạng nhưng vừa ra ngoài thì thằng Tank Top Tiger gọi anh nó là Tank Top Black Hole và muốn xử Saitama vì nghĩ rằng cậu ăn hôi công lao của cấp S để lên cấp nhanh như vậy. Hắn ta hét lớn rằng chính Saitama là người đã phá hủy thị trấn để khiến mọi người đổ xô đến và chửi bới Saitama sau đó chúng giàn cảnh để muốn đánh cậu phải hai thằng ngu này tham vừa chứ. Thằng em vừa lên thì bị đấm bay ra xa còn thằng anh thì bóp nhẹ cái tay đã quỳ xuống xin lỗi em lỡ mùm em xin lỗi. Lúc này Saitama hét lớn rằng bố mày cất đầu mồi. À luận có tóc đâu mà cắt phải là bố mày là người đấm tan viên thiên thạch đây thằng nào ý kiến thì cứ lên đây. Có người ý kiến thì Saitama lại bắt người ta câm mùm ủa gì lạ vậy má. Còn có người bảo mày mới là thằng hói khiến Saitama cay vãi quyết định đấu khẩu thì Genos ra khuyên ngăn cậu về. Thấy khuôn mặt của Zenoth như vậy, Saitama cũng lặng lẽ đi về cùng và trên đường đi về Zenoth nói rằng dù thế nào đi nữa thì con vẫn sẽ mãi theo phe của thầy. Hai người cùng nhau về trên con đường sắp tối. Ở thành phố Di lúc này xuất hiện một con quái vật xương là cư dân đại dương nhưng xui cho nó đúng lúc Saitama đang trên đường về và thế là một đấm bay màu. Hôm nay có rất nhiều tên cư dân đại dương bắt đầu di chuyển đến thành phố Di và trong đó có một tên boss rất đáng sợ. Đám tơ cao khổng lồ kia lên bờ trước và lúc này anh hùng hạng 11 cấp A Stringer đã có mặt ở đó để ứng cứu mọi người và tin tức này đang được phát trên TV. Sau khi nhận được thông tin thì Saitama cùng Genos cũng bắt đầu có động thái. Stringer mặc dù rất tàn tạ nhưng cuối cùng anh cũng hạ gục hết những tên cư dân đại dương mang cấp độ thảm họa Tora nhưng rồi đột nhiên lúc này một tên bé hơn xuất hiện đấm gục Stringer. Saitama và Zenot bắt đầu đi đến thành phố G và cái ông anh hùng xe đạp cũng đi tới đó nhưng thông báo mới nhất báo rằng cấp độ thảm họa tăng từ Tora lên cấp Oni tức là thảm họa cấp quỷ đấy nên chạy ngay đi anh bạn ơi. Ở trên trần nhà thì Mark đang theo dõi cái tên mặt biến thái kia thì đột nhiên hắn xuất hiện ngay đằng sau lưng Mark một cách bất ngờ và mặc dù dùng tia sét để đá nhưng gần như không xi si nhê gì với hắn. Khi Mark vừa bảo đấu tay đôi với ta đi thì tên đó đấm Mark bay mẹ sang tòa nhà bên kia rồi. Khi Mark vừa gượng dậy thì hắn đã ngồi đó và cười một cách biến thái rồi mắc cố xoay người để đá tên đó thì kết quả vẫn vậy bị đấm văng ra ngoài ở bên ngoài lúc này thì có một anh hùng cấp s tên là pri pri gì gì đó đứng trực sẵn ở đó rồi nhìn cái mặt tôi biết ngay thằng này đam mê sẽ gầy và đi cùng hắn chính là sonic hai bạn tù chung phòng với nhau pri chỉ định gông người một tí thì rách tan cái áo len mà bạn trai đã tặng thế là pri tức giận bảo sẽ trả thù cho chiếc áo đó Ủa mày làm rách rồi mày trả thù sao thôi tôi tạm gọi thằng cư dân đại dương kia là người cá nháy người cá lao đến đấm pri thì bị pri cũng đấm lại đến méo cả mồm Lúc này Pri cảm thấy tên người cá rất mạnh nên đã gống người biến hình nhưng thực ra là khỏa thân chiến đấu. Cái cơ thể lực lưỡng cùng những động tác uốn éo kia là sao trời. Pri nhảy lên cao tạo ra một động tác thiên nga dãy chết rồi lao đến đấm liên hoàn vào người tên người cá nhưng hắn ta chặn được hết các cú đấm và tung mạnh cú đấm khác vào bụng vai và mặt Pri. Sau đó là liên hoàn đấm tiễn Pri lên trên trời làm thiên nga luôn. Người cá tiếp tục lao đến tấn công Sonic thì cậu ta nhanh chóng né được và sau đó đá trả một đòn. Nhưng tên người cá có ỉm hàng lưỡi của hắn có thể bắn dài ra may mà mới cắn có chung áo thôi đấy hắn tiếp tục lao vào đánh khiến sonic phải nhảy lên tòa nhà cao để né nhưng hắn đã nhanh chóng theo phía sau cậu rồi sau một hồi vườn nhau thì sonic bị hắn tóm được nhưng may nhờ có thuật bảo áo chạy lấy người lên sonic trần chuồng đứng trên tòa nhà cao hơn và bảo rằng lần sau tao gọi bố tao ra ừ mày gọi đi nhé sau khi chạy ra xa thì sonic gặp genos cậu bảo với genos rằng hãy tránh xa tên đó ra vì bao nhiêu anh hùng lao vào hắn cũng sẽ thua cả thôi ở trong khu trú ẩn mọi người đang lo lắng vì tên quái vật đó vẫn còn sống, nhưng lúc này tên người ca đã cảm nhận được có người bên trong và nhanh chóng phá hủy một lỗ ở khu trú ẩn và chui vào bên trong. Có người đã đứng lên bảo rằng đầu hàng và sẽ làm theo yêu cầu của hắn thì hắn lại chỉ muốn giết và ăn thịt hết chỗ người này, thế là có vài anh hùng trong đó muốn đứng lên chiến đấu với hắn. Có hai cấp C, một cấp B và một cấp A và họ tin sẽ đánh được. Bên ngoài thì mụ mến Rider đang chở theo Saitama thì cậu bảo Rider cứ đi trước đi mình đi có việc tí và khi quay lại thì Saitama nhìn thấy chiếc điện thoại của Rider. Cậu nghe máy thì được biết rằng con quái vật người cá đó đang ở trong khu trú ẩn và đang có vài anh hùng cầm chân nó ở đó. Sau khi đánh bại vài tên anh hùng trong khu trú ẩn tên người cá rất đắc khí lúc này Zenot cũng đã tới và dùng hỏa lực bắn bay màu luôn. Khi Zenot hỏi han tình hình thì tên người cá nhảy đến cầm tay đấm thẳng vào mặt khiến tay phải của Zenot đứt rời ra, mặt hắn cũng bị biến dạng bởi đòn vừa rồi. Bên này Saitama đang nghe điện thoại từ hiệp hội và họ muốn nhìn thấy sức mạnh thực sự của Saitama nên đã gửi vị trí cho cậu. Zenot bảo mọi người chạy ra khỏi khu trú ẩn còn cậu ở lại cầm chân tên người cá này cậu lao đến đá vào mặt hắn để cản hắn đuổi theo mọi người hai người đấm nhau một cách điên cuồng và Zenot đấm hắn bay lên trên sau đó bắn hỏa lực thiêu hắn kế đến dùng cao kén làm chói mắt và giáng liên hoàn đấm vào tên người cá nhưng bấy nhiêu đây không có sinh nên gì cả lúc này một bé gái hét cổ vũ Zenot thì bị tên người cá nhổ nước bọt axit tới và Zenot đã cản nước axit đó khiến cậu bị ăn mòn hết cơ thể tên người cá ném cậu vào tường và đá bay Zenot ra ngoài lúc này Rider đi tới thì bị hắn cầm tay đập liên tục xuống đất cậu không từ bỏ và tiếp tục chống cự thì bị hắn ném văng ra xa lúc này võ tay không được thì dùng võ mồm ta không bao giờ xin tha mạng được chiến đấu với kẻ mạnh khiến ta sẽ ngày càng mạnh mẽ và ta sẽ chiến đấu với ngươi đến chết những người dân cũng cảm thán sự dũng cảm của anh và động viên anh cố lên nhưng mà niềm tin và hy vọng cũng bị thực tế nó và cho bốp một cái lao đến đấm nhưng bị tên người cá đấm không thấy người đâu nữa nhưng hóa ra là saitama đã đỡ được anh ấy saitama thấy cả zenot đang bị thương rất nặng và bảo cậu đợi tí tôi xử thằng đầu bờ rẻ rách này cái lúc này tên người cá đấm vào đầu anh sai nhà ta một cái rất mạnh nhưng chỉ rung đầu tí thôi mẹ thằng chó mày đấm ai đấy hả? Khi mọi người còn tưởng rằng Saitama là anh hùng cấp C thì bị nó giết dễ dàng thôi. Thì lúc này Saitama chỉ cho tên người cá một đấm, lùng con mẹ một lỗ ở ngực luôn mắt cũng lòi ra và ngã xuống chết đứa đựng mọi người ăn mừng vì đã hạ gục được tên người cá đó rồi còn sai nhà ta kiểu ủ lại xong rồi à. Lúc này Sonic đã quay lại cùng cây vũ khí của mình và đòi xử tên người cá đó nhưng mà làm gì còn gì cho mày diễn nữa. Sáng hôm sau có một biêu kiện từ Hiệp hội Anh Hùng gửi đến đó chính là các bức thư mà fan gửi cho các anh hùng. Zenot thì nhiều vô kể còn Saitama thì chỉ có hai bước. Bước đầu tiên là chửi dù việc cậu cướp công ăn hôi. Quay lại vào lúc Saitama vừa tiêu diệt được con quái vật mọi người hò reo tán dương nhưng có một thằng trong cái mặt như ếch thủ tả nói rằng có lẽ con quái vật kia không mạnh tí nào mới để tên cấp C hạ gục. Mấy tên anh hùng cấp S cũng chỉ là cái mã chứ có mạnh đâu. Lúc này Saitama cười lớn bảo rằng cảm ơn các anh hùng trước đó làm tên này yếu hẳn đi thì tôi mới được ăn hôi như này. Saitama muốn bảo vệ tiếng tăm của các cấp bậc trong hiệp hội anh hùng nên mới nói dối như vậy. Nhưng Saitama cũng có nhận được bức thư khác cảm ơn cậu. Còn một bức thư nữa được gửi từ hiệp hội anh hùng báo rằng cậu đã lên hạng một rank C và do đó triệu tập Saitama đến hiệp hội. Họ nói rằng Saitama chọn hạng một cấp C hay lên hạng bét cấp B. Thôi tôi lười làm nhiệm vụ tuần lắm lên cấp B đi cho nhàn. Ba người bên trên thì đang bàn tán về Saitama và cho rằng cậu ta gian lận và ăn hôi. thì lúc này người bên hiệp hội nói rằng cậu ta có năng lực thực sự các ngài hãy đón chờ xem cậu ta leo rank như thế nào. Ở bệnh viện thì sau khi tỉnh lại Stringer và mắc bị ông đàn anh Pri đòi tiêm cho tí hóc môn BD thôi chạy lệ chạy lệ không dám đâu. Tối đó trên đường đi về Saitama gặp Rider đang ăn bên đường. Rider cũng chúc mừng vì Saitama đã được lên cấp thành công. Ở một tảng băng ngàn năm lúc này có một ánh mắt đỏ lóe lên và từ trong đó vào một con khủng long đã phá vỡ băng ra ngoài. Và ngay khi con khủng long vừa thấy mặt trời được một lúc thì có một máy bay ngang qua và thả một người có siêu năng lực xuống. Cô bé tiếp đất trước con khủng long to lớn mà vẫn thảm nhiên nói chuyện mà không thèm để ý con khủng long. Lúc này khủng long nhà ta cáu xong cái đòi đạp nhưng chị đâu có dễ đạp vậy trời. Khi con khủng long định khạc đầm long trào thủ thì từ trên trời có một viên thiên thạch rơi xuống trực tiếp tiến con khủng long về gặp bố nó. Vừa mới mở mắt thì lại phải ngủ tiếp à và viên thiên thạch đó chính là do cô bé tóc xanh kia dùng năng lực để hút nó xuống. Trên một võ đường ở trên đỉnh núi cao lúc này băng đang thể hiện món lưu thủy thách toái quyền cho Saitama và genos xem. Nhưng hai đứa có vẻ chả thèm xem cho lắm vì nó chẳng hay ho gì. Lúc này tên đệ tử giỏi nhất Cherenko đòi tính sổ vì hai người dám chế nhạo môn võ này nhưng Zenot túng cổ cái nhẹ. Đệ tử giỏi nhất đây à? Bang liền kể rằng ta có một tên đệ tử mạnh nhưng có một lần nó chán tập luyện và đi xử hết tất cả các học trò khác khiến bọn chúng liệt giường. Thế là bang đã đánh nó một trận và tống cổ nó xuống núi. Tên của nó là Garo. Lúc đang nói chuyện thì có một người đến báo tin triệu tập các anh hùng cấp S. Zenot thấy vậy cũng bảo Saitama đi cùng luôn biết đâu cần đến người. Họ đi đến trụ sở thì bắt gặp xua Cả nhầm Atomic cũng đang đứng đó. Saitama chào hỏi thì còn gạt tay ra bảo ta chỉ quan tâm kẻ mạnh thôi. Hư hư thằng này chắc không biết tên anime này là One Punch Man rồi nhỉ. Biết tên anime nó lại khác. Tatsumaki cũng đi đến nói rằng sao lại dẫn theo thằng cấp B hạ đẳng thế này thì Saitama kiểu của con bé nào đây trẻ lạc à. Người ta cấp S hạng hai đó ông nội. Vào trong phòng họp thì toàn mấy ông hạng S ông nào ông ấy mặt cứ hầm hầm vào. Riêng Saitama nhà ta cấp B thì mặt ngố tàu còn đòi xin tách trà. Trà cái đầu voi. Lúc này giám đốc hiệp hội đi vào và ông báo tin rằng nhà tiên tri vĩ đại Shiba đã qua đời. Bà ấy chết vì khi đang tiên đoán tương lai của 6 tháng tới thì bà lên cơn ho trong miệng và vì cố nhịn ho nên bà bị nghẹt thở mà chết. Cái điệu mẹ lý do chết gì thế này trời? Saitama thì kiểu bà ta là ai? Bà này bán rau ngoài chợ à? Pri bên cạnh giải thích rằng bà ta là một nhà tiên tri vĩ đại và tiên tri cái gì thì chắc chắn chuyện đó xảy ra. Và trước khi chết bà đã để lại lời tiên đoán cuối cùng đó chính là một tờ giấy. Sau khi giám đốc chiếu nó lên thì mọi người bất ngờ vì nó ghi rằng trái đất đang gặp nguy hiểm. Giám đốc nói rằng bà tiên đoán chính xác 100% và chuyện này có thể nói rằng trái đất 6 tháng tới sẽ gặp nguy hiểm nên mong các anh hùng cấp S ra tay giúp đỡ. Mà khoan thẳng đần nào ngồi dưới cùng kia. Là ta ngô nhất chỉ người chồng đoàn mệnh của em đây. Ý lộn là ta sai tham đây. Lúc này ở bên ngoài trụ sở thì có mấy tên người chim đang tấn công nhưng rồi đột nhiên những tên đó lần lượt rơi xuống và tên đầu sỏ thì cũng bị rẻ ra làm đôi. Trên trời lúc này xuất hiện một phi thuyền cực lớn và tên người chim năm đầu tay dìu kia xuống chiến trước lúc này phi thuyền bật chế độ hủy diệt và tấn công mọi thứ bên dưới nó khiến nhà tan cửa nát hai bố con đang cứu lấy nhau thì bị tên năm đầu trông thấy và định tóm lấy thì có một người lao đến chém đứt ngón tay của nó con quái vật lao đến đập một phát dập luôn cái mũ bảo vệ và người đó cũng lao đến chém thêm một nhát nữa cắt đôi người con quái vật đó bên này thì trong phòng họp báo cáo thiệt hại thành phố là 99,8% gần như hủy diệt cả thành phố và Saitama đã nhảy lủng cả trần nhà đi ra ngoài để xem có gì bên ngoài thế thì lúc này hàng loạt viên đạn to đùng bắn đến Saitama né một lúc rồi đạp một viên trả lại bên này tên năm đầu biến tay từ diều thành búa và táng một cái đi luôn một cánh tay của cậu thanh niên kia khi nó tách thành năm cơ thể và chuẩn bị ra đòn tiếp thì atomic cấp s hạng 3 đã xuất hiện và chém nát bương mấy con đó chúng lại hồi phục thì atomic tiếp tục chém chúng nát vụn và khi đó bọn chúng đã tập hợp và hóa thành một dạng mạnh hơn nhưng cùng lúc đó thì cả nanh bạc và gậy sắt cũng đã xuất hiện ở đó Pri lại dùng chiêu thiên nga giải chết phá tan lớp áo quần để lộ body và lao đến đấm liên tục vào tên kia. Khi cả lũ đang ở bên ngoài bàn bạc xem đánh thế nào đánh ra sao thì Saitama lúc này đã vào bên trong phi thuyền rồi. Còn tên Boss thì đang ở trong thuyền và trông rất điềm tĩnh. Tên của hắn là Boros. Hắn đi vào phòng giám sát thì bọn chúng bảo rằng có một tên con người đã đột nhập vào trong phi thuyền gây thiệt hại 23%. Thấy vậy Boros liền bảo mấy tên đó sai những đàn em đắc lực đi xử thằng Saitama đi. Bên dưới thì tên Melza đang chiến đấu với những anh hùng cấp S nhưng bị bọn bên trên gọi về xử lý thằng trái đất đang đột nhập trong này thế là hắn tách một cái đầu ra để về phi thuyền trước còn mình ở lại chiến đấu nhưng cái đầu đó bị gậy sắt đập cho vỡ vụn luôn bên này saitama gọi cửa thì bố lại phá luôn cả cái cửa khách khứa thế này xin chê cái đầu kia sau khi bị đập vỡ thì có một viên đỏ làm trung tâm và rồi nó hồi phục lại gậy sắt tiếp tục lao và đập nó coi như luyện tập bên này thì Meza đang chiến đấu với cả prin anh bạc cùng với atomic và hắn bảo với tên ở phòng giám sát rằng mình đang bận chiến đấu với đám con người lắm ngươi xuống giúp ta một tay đi ta đang bận xử tên con người trong này rồi ngươi tự mà lo đi bên này gậy sắt tiếp tục đập nát nó lần nữa và cậu tóm được một viên bi màu xanh đập nhẹ cái viên bi vỡ và cái đầu cùng chết theo thế là gậy sắt thông báo với mọi người rằng trong cơ thể của con quái vật đó có viên bi và đó là điểm yếu của nó thấy vậy atomic chém liên tục vào người nó để có thể chém trúng viên bi bên này saitama bị tên ở phòng giám sát truyền thông điệp là mày mà bước tiếp là chết đó con trai saitama bảo tao không biết cửa ra thì thằng bé chỉ cho saitama cửa ra và nghĩ thầm thằng này chịu đi về rồi nhưng không sai lại chạy một mạch vào bên trong dừng lại đi mà ra mete nhưng Yamete mấy thì Saitama cũng đạp cửa lớn xông vào và đây chính là phòng giám sát. Lúc này có một con bạch tục vũ trụ tên là Jeruga kẻ có linh lực tối cao nhất vũ trụ. Hắn có thể thao túng trọng lực khiến cho mọi thứ xung quanh bị trọng lực thay đổi và sức mạnh đó hắn ví như sức mạnh của hố đen vũ trụ. Nhưng Saitama lại cho thấy hề hấn gì khiến tên Jeruga tức giận triệu hồi đất đá lên xoay thật mạnh và lợi dụng lực ly tâm ném thẳng về phía. Saitama đến thủng cả tàu mà Saitama kiểu ủa mày ném tao viên đá làm gì vậy? thấy tung hết đòn mà Saitama chẳng sao cả nên hắn ta sốc tâm lý mà ngất đi. Saitama xuống hỏi mấy thằng lâu la là thằng boss chúng mày đang ở đâu. Khi tên Melza bị đánh và Pri vừa cắn viên thứ hai, lúc này hắn ta chỉ còn có hai đầu thôi thì tên ba mắt ở trên phi thuyền lợi dụng lúc cả bốn đang đứng cạnh nhau khởi động hòa lực bắn xuống thì Tatsumaki đã kịp thời xuất hiện dùng năng lực ngăn cả loạt đạn đó sau đó dội ngược lại phi thuyền. Thằng ba mắt thấy năng lực khủng thế thì lúc này thằng bé chỉ ước đi về nhà thôi. Họ tiếp tục đánh với tên Melza và bang đã tóm thêm được một viên nữa và lúc này chỉ còn một cái đầu tức là một viên duy nhất. Nhưng rồi do mất cảnh giác nên ông dính một đòn trực diện khá là đau đớn. Melza lúc này tức giận và đòi xử hết tất cả đống này. Thằng Gia Xô kiểu nhào vào đây tao Hasaji chết mẹ mày. Lúc này Saitama cũng đã tìm được đến phòng của thằng Boss và hỏi mày có phải Boss của cái phi thuyền này không? Lúc này Boros mới đứng lên nói rằng hắn cầm đầu một băng cướp vũ trụ. Hắn tới Trái Đất bởi vì hắn quá mạnh không có đối thủ, có một lời tiên tri rằng ở hành tinh được gọi là Trái Đất sẽ có một chiến binh rất mạnh để đánh bại Boros khiến hắn tò mò và đến đây ngay lập tức. Nhưng vừa đi đến trước mặt Saitama thì đã bị cậu đấm cho xuyên mấy cái tường rồi. Lúc này Boros gượng dậy khiến bộ giáp vỡ tan và hắn nói rằng bộ giáp này ngăn cản sức mạnh vô song của ta và giờ ta có thể chiến đấu thật sự. À thế à, thế làm sao mà à mày làm sao mày ăn đi mày ăn bố mày trước đi. Hắn biến thành hình thái thật và bắt đầu lao vào chiến đấu. Hai người bắt đầu lao vào nhau chiến đấu mà ông Saitama còn vừa catwalk vừa đánh mới sợ chứ. Sau một đòn đấm thì Boros đã bị mất luôn một cánh tay, rồi nhào vô mà kiếm ăn thẳng một mắt kia. Bên dưới thì Tanjiro đang cầm một tảng nhà vỡ lớn để ném về phi thuyền thì Tatsumaki dùng sức mạnh tâm linh nâng cả đống lên và liên tục ném về phía phi thuyền đám trong phi thuyền kiểu mẹ ơi bố ơi con muốn về nhà. Phía bên này thì Meza liên tục dồn chiêu vào hướng Atomic và chém đứt đến đâu hắn ta hồi phục đến đó và còn nói rằng đang hưởng thụ hương vị chiến thắng. Lúc đó bang cởi áo ra để lộ body khủng chạm chạp bước tới khiến meo ra giật mình ủa đấm mạnh thế mà lão già chưa chết à. Khi hắn đang chú ý bang thì Atomic chém liên hoàn khiến người hắn vỡ vụn và bang đã đi vào tóm được cái viên lõi cuối cùng và trực tiếp bóp nát nó kết liễu meo ra. Những anh hùng rank thấp thì tập trung vào việc cứu những người dân bị thương ở đây. Bên trong phi thuyền thì Saitama cũng đang sau so kèo tay đôi với Boros và mặc dù chỉ có một tay nhưng Boros vẫn có vẻ đấm nhiệt hơn và đấm văng Saitama ra xa. Sau đó hắn lao đến đạp vào Saitama và liên tục lao tới tấn công và đánh văng anh ra khỏi phi thuyền. Hai người lên nóc phi thuyền tâm sự đàm đạo tuổi hồng một tí và Boros tâm thắc khen trong số những người ta giao đấu thì ngươi là kẻ mạnh nhất đấy. Vừa nói rất lời thì hắn ta giải phóng năng lượng hủy diệt bắn thẳng vào người của Saitama khiến một vụ nổ lớn và sau đó hắn xuất hiện đằng sau đấm thật mạnh vào đầu cậu lực đấm mạnh đến nỗi tạo thành một cơn gió cuốn phăn đống lửa đi. Hắn ta thừa nhận Saitama rất mạnh và không quên khoe rằng chủng tộc của bọn ta có khả năng tự hồi phục sức mạnh thể chất và năng lượng tiềm ẩn rất cao. Còn Saitama kiểu mẹ thằng này ăn gì nói nhiều thế khiến Boros tức hồng cả người. Hắn tung ra năng lượng cực mạnh khiến cả bên trong phi thuyền cũng chịu áp lực rất lớn và Saitama cũng văng đi rất xa. Boros lao đến liên tục đấm đánh khiến dư chấn tạo xung quanh những vụ nổ lớn. Hắn dùng hai tay đập Saitama bay xuống và rồi lao xuống dùng chân sút thẳng cậu lên cao và Saitama bay luôn lên tận mặt trăng. Trên này khó thở qua à ý lộn không thở được lên cậu đập mạnh khiến một phần ba mặt trăng vỡ vụn. Khi tên Boros tưởng rằng mình đã thắng thì Saitama kiểu, anh đã quay trở lại dưới đây hắn ta thấy Saitama vẫn toàn vẹn thì tức giận lao đến đấm liên tục vào người của Saitama nhưng bị sai đấm trong một đấm đã văng ra xa. Sau đó ăn liên hoàn đấm khiến cả thể nát bươm nhưng lại phục hồi ngay lập tức. Hắn ta quyết tâm sẽ đánh bại Saitama và lúc này hắn giải phóng 100% năng lượng. Và lúc này thì Saitama cũng phải dùng đến chiêu đó thôi cú đấm nghiêm túc của Saitama. Cậu đấm thẳng vào Boros khiến viên năng lượng của hắn ta bị phá hủy hoàn toàn và cú đấm mạnh đến nỗi trái luôn cả mây chia làm hai lần luôn. Lúc này Boros vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với Saitama và nói rằng ta đã thua rồi. Boros chính là tên đầu tiên chịu được một cú đấm nghiêm túc của Saitama. Hắn nói rằng trận đấu này đối với hắn rất đã nhưng hắn biết Saitama vẫn chưa dùng hết lực và trận đấu ngay từ đầu Boros đã không có cửa thắng. Hắn cảm thán ngươi là người mạnh nhất Saitama. Sau câu nói đó cả phi thuyền sụp đổ xuống khiến đám tiểu tốt bên trong rợn đái ra máu. Bố ơi mẹ ơi con muốn về nhà. Mấy ông bên dưới nhanh chóng chạy ra xa không cái nó để bẹp dí thì ai chịu lúc này tên âm ai đến đó và mỉa mai mấy anh hùng cấp S chỉ là đám vô dụng thảm hại. Nghe những lời chê bai này gậy sắt tức lộn tiết địch thọc cho nó vài gậy cho bỏ. Đang cãi nhau gai cấn thì có một hộp máy từ dưới đất chui lên và bu phối từ trong đó đi ra và ý định của hắn ta là muốn phục chế phi thuyền tạo thành vũ khí mạnh nhất. Lúc chiến đấu thì chả thấy đâu lúc xong rồi mới nhoi lên ăn hôi. Amai đi đến trực tiếp giết mấy con nhõi nhõi rồi sau đó rời đi. Bên này Tatsumaki đang đứng hóng hớt thì từ trong phi thuyền Saitama đi ra, mặc dù cô đi đến hỏi Han nhưng Saitama vẫn luôn chỉ nói chuyện với Genos khiến Tatsu tức giận chửi om tỏi lên. Saitama bảo Genos chửi hộ thì Genos bị con nhỏ đánh cho dính tường. May mà Bang đi đến hòa giải không là đánh nhau to. Saitama đi đến muốn đỡ Genos nhưng cậu ta dính chặt vào tường rồi giật cái đứt mẹ cánh tay. Sau sự việc lần này các anh hùng di chuyển đến các thành phố cũng như tập trung tại trụ sở chính và chắc chắn rằng họ sẽ mạnh lên để đánh những kẻ thù tàn ác hơn. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ anh em team Bokin mình ra nhiều video mới hơn nhé. Mọi người muốn làm về bộ nào thì cứ comment ở phía bên dưới. Nếu được nhiều lượt thích thì mình sẽ làm bộ đó. Chào mọi người! Where there is desire, there is gonna be a flame. Where